Bên này xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa bà con và các bạn, tối ngày hôm nay 14 tháng 4 năm 2002, Biên Hải sẽ gửi tới các bạn một số những cái thông tin ngắn ngắn kèm theo những cái lời bình luận, không biết là có vui hay không vui. Một trong những hiện thân của những cái vị danh hài thế giới thì bây giờ có lẽ là bây giờ vua hề Sắc Lô cũng không thể theo kịp của anh Tổng thống hề là Zelensky. Thưa bà con và các bạn, Biên Hải không biết mọi người có đã thấy chưa, nhưng Biên Hải thấy một hiện tượng như này rất là hay. Anh này, anh ấy phát hành ra một số con tem về các anh hùng, 13 anh hùng của đảo Rắn đã tử thủ đến phút cuối cùng. Thế thì mặc dù là ngày hôm trước anh ấy công bố là 13 người ở trên đảo Rắn ấy, là đã chiến đấu đến phút cuối cùng trước quân xâm lược Nga. Thế nhưng mà ngay ngày hôm sau người Nga người ta là đưa cho cả thế giới thấy rằng không phải 13 người mà là 82 binh sĩ ở trên đảo Rắn đầu hàng và ký hàng loạt giấy tờ, hàng loạt biên bản. Chú nào khoanh tay vào bảo em xin các anh em chót dại thì bây giờ em không dám đánh các anh Nga nữa, thế thì được cho về nhà. Nhưng mà thực ra thì không biết là một cái số được đi về nhà ấy thì số phận của họ như thế nào đối với cái chính quyền quân phiệt và mang cái màu sắc phát xít như thế này thì mình cũng không biết, mình không thể bình luận. Ấy thế nhưng mà ngày hôm nay là anh ấy dơ ra cho thiên hạ xem một bộ tem phát hành rồi vớ vẩn là anh ấy đem ra bán đấu giá để quyên góp tiền cho cuộc kháng chiến đấy. 13 chiến sĩ của đảo Rắn hy sinh oanh liệt đã chiến đấu đến viên đoạn cuối cùng trước kẻ thù xâm lược Nga. Thế này thì đúng là ông ấy làm đi làm về thì ông ấy làm đúng giống y như một cái bộ máy tuyên truyền của phát xít Đức ngày xưa ấy. Nói dối một lần không được, hai lần không được, nói dối thế là cứ thế mà nói mãi nói cả ngàn lần đi thì người ta khắc tin. Thế là bây giờ là dập lại y nguyên. Cái thứ hai nữa là sau những cái lần gì là một diễn viên đứng trên sân khấu chính trị bị tất cả các nguyên thủ của một số bị nguyên thủ quốc gia của một số nước bao gồm Israel, Italia, rồi Hungary, Pháp vân vân chỉ trích, người ta phản ứng thẳng vào mặt là bạn đứng trên sân khấu, bạn có là chính mình không? Khi nói những điều do người khác đạo diễn, và người khác ở đây thì tất cả các chính trị gia phương Tây này người ta là chỉ thẳng đến là đó là người Mỹ. Thế thì vừa rồi thì là một quả vạ miệng rất là lớn, cũng là do người Mỹ đạo diễn này anh nhé. Tất cả các nước châu Âu xưa nay ấy, trước khi xảy ra cuộc chiến này ấy, chưa ai ủng hộ Ukraine nhiều bằng người Đức. Chưa ai cho nhiều tiền bằng người Đức, mà chưa cho ai ủng hộ nhiều vũ khí bằng người Đức. Đấy thế mà bây giờ là chửi từ Tổng thống người ta trở xuống, không là từ chối, không tiếp Tổng thống Đức, không hoan nghênh Tổng thống Đức đến Ukraine. Cho đến bây giờ là gì? Đến ông Thủ tướng Olaf Scholz ấy, ông phải lên truyền hình, ông ấy bảo là nói một cách tế nhị và rất là ngoại giao thì là tôi hơi bực mình. Đấy. Nên là bao nhiêu người nữa người ta lên tiếng và mong làm sao mà Zelensky biết mảnh đất ngoại giao ở đâu để mà trồng cây. Đây là người ta nói rất là hình tượng. Đấy, thứ hai. Thế thì vậy với những cái con rối như thế này ấy, thì Biên Hải cũng không biết là người ta còn đủ kiên nhẫn để mà nuôi nó đến bao giờ. Đấy, nuôi nó đến bao giờ. Mà thực sự ra bây giờ ấy, cái người Mỹ ấy, thì Biên Hải nghĩ rằng người Mỹ đã bắt đầu đuối sức trong cái việc là nuôi dưỡng và giúp đỡ Ukraine này rồi, bằng một loạt những cái động thái ngoại giao nhằm cô lập người Nga, triệt hạ nền kinh tế người Nga không nổi. Đấy, trước hết là tự mình đã mồm mình nói, tay mình làm tất cả các loại văn bản cấm vận nhập khẩu dầu khí của người Nga, nhưng mà trong khi đó là tăng cái số lượng nhập khẩu của dầu của người Nga lên gấp nhiều lần so với bình thường, và thậm chí là gì, nhập luôn cả phân bón của người Nga. Và bây giờ phân bón hóa học của người Nga là cái nước sản xuất nhiều nhất thế giới. Người Mỹ bảo đây là một mặt hàng thiết yếu, tao không cấm vận.
Bọn châu Âu chúng mày muốn làm gì làm. Thế là thưa với các bạn, thế thì lại một loạt nữa đi giao thiệp với người Venezuela để người ta tăng sản lượng dầu lên. Thế bảo là à thế bình thường thì mày muốn giết tao. Người Mỹ chúng mày bảo là gì, bọn châu Âu là gì, à bọn người Mỹ chúng mày chỉ trích nhau là bây giờ lại thay vì mua dầu của một kẻ độc tài ở châu Âu thì bây giờ lại phải mua dầu của một tên độc tài giết người ở châu Mỹ. Bây giờ người Venezuela người ta bán nhỏ giọt, người ta không bán. Iran thì không thể có quan hệ. Các nước Ả Rập OPEC kia thì người ta không thèm tiếp. Cho nên là những sức mạnh của người Mỹ là trở nên là vô cùng, bây giờ nói chung là bây giờ là suy yếu trầm trọng. Đấy, cộng với cái sự phân mảnh của cái gì? Cái thị trường thế giới. Do người Nga người ta phản đòn một cái đánh mạnh vào cái vị trí độc tôn của đồng đô la này nữa, thế là thành ra là gì? Sức mạnh của người Mỹ bây giờ đã càng ngày càng suy yếu. Theo quan điểm của bên Ả là như thế. Thì bây giờ thì nó suy yếu như thế nào thì có thể bây giờ nói như thế nào nhỉ? Báo chí một tí đi, nói phong cách báo chí một tí đi các bạn nhé. Thì Mỹ không thể giúp Kiev đối đầu với chiến dịch quân sự đặc biệt của người Nga một cách mạnh mẽ nữa. Đấy, nhằm và cái này thì cũng không phải là mình nghĩ mà cũng theo một số báo chí người ta đăng lên thì mình cũng thấy như thế. Thế thì có thể mình lấy ra một số cái ví dụ như thế nào, bây giờ mình phải nghĩ nghĩ. Nói chung là người Mỹ khó có thể giúp đỡ một cách nhiệt tình và toàn diện cùng với toàn bộ hệ thống của đồng minh ở châu Âu nữa. Người ta rất là lừng khừng ở cái chỗ là gì, trừng phạt vào cái chỗ dầu khí, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là những cái việc như thế này ấy, thì có thể đưa đến cái kết luận đầu tiên là hiện nay Washington sẽ không còn có thể tiếp tục đảm nhận một cái vai trò siêu cường thống trị toàn cầu độc tôn mà nước này đã là gì, giơ vai ra gánh vác kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ hoặc là từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Bây giờ thì biên hải sẽ lấy ví dụ ngay là việc đầu tiên là từ việc anh hề Volodymyr Zelensky thường xuyên yêu cầu Mỹ và NATO và Liên minh châu Âu làm điều gì đó để bảo vệ đất nước ông ấy khỏi sự xâm lược của người Nga, yêu cầu giúp đỡ vũ khí, yêu cầu giúp đỡ cái này cái kia, hạng nhẹ rồi đến hạng nặng, không được thì chửi. Nhưng ở phía Liên Âu và các nước châu Âu này ấy, họ liên tục chứng minh rằng họ không thể làm được như vậy. Đấy, những cái anh như ví dụ như anh Slovakia ấy, hôm nọ vừa mới cho hết cả là S-300 xong, rồi hôm sau là tuyên bố cho máy bay MiG-29. Nhưng mà phía người Mỹ lại bắt đầu lại gì? Chưa đủ sức cung cấp máy bay F-16 cho Slovakia. Thế cho nên là gì? Người ta lại từ chối ngay lập tức, ngay hôm trước và hôm sau người ta đưa ra đầy đủ các lý do để từ chối. Thế không phải. Người Pháp người ta mồm thì rất to nhưng mà bây giờ là gì ạ? Một số những công ty cung cấp vũ khí cho người Nga ấy, người ta vẫn cứ làm việc. Ông Tổng thống Ukraine lại chỉ trích người Pháp người ta ngoảnh mặt làm ngơ. Thế người ta mới nói là hợp đồng chưa hết, mà hợp đồng chưa hết rồi tại sao là cái số lượng vũ khí lại trao cho người Nga lại nhiều hơn hợp đồng bảo. Thế ông bảo vũ khí đâu? Đấy là những cái thiết bị, cái linh kiện để lắp ráp thành vũ khí chứ tao có bán vũ khí cho người Nga đâu. Đấy là phía người Pháp. Còn người Đức bây giờ người ta từ chối thẳng thừng rồi. Đó. Đấy. Thế thì những cái tuyên bố của chính quyền Mỹ là họ không sẵn sàng công khai đối đầu với Nga ấy. Thì nếu như bây giờ ấy, thì theo như người khách quan, ví dụ như là biên ải cùng các bạn ấy này, thì có thể nói là gì? Người Mỹ người ta không dại gì để đi lao đầu vào đánh nhau trực tiếp với người Nga trong khi người ta đang bị suy yếu sau khủng hoảng. Đấy. Tệ hại sau cái cuộc khủng hoảng nào là Covid này, nào Afghanistan này, rồi là bây giờ vẫn các vấn đề nội tại trong lòng nước Mỹ rất là mâu thuẫn này, người ta không dám.
Thế còn nếu như suy luận theo kiểu người Nga ấy, thì người ta nghĩ nào nhỉ? Người Nga, nếu như là người Nga ấy, người ta sẽ nói là việc Mỹ tuyên bố không đối đầu trực tiếp với Nga ấy là một nỗ lực che giấu tình trạng yếu kém của nước Mỹ. Đấy, ví dụ như thế, phải không ạ? Thế thôi, dù sao thì bình luận kiểu gì nó cũng có cái màu sắc là thấy được cái sự suy yếu của người Mỹ, đúng không? Đấy. Thế bây giờ người ta có thể là đồng ý với cái quan điểm là người Mỹ đã suy yếu đi không? Theo bên ải thì phải có đấy. Thì trước hết thì phải thấy những cái vấn đề của người Mỹ, nó cái vấn đề chính trị của người Mỹ với lại kinh tế của người Mỹ nó suy yếu. Và uy tín ấy, phải nói thẳng đến cái uy tín của người Mỹ là đang gặp vấn đề. Phải nói rằng về mặt chiến thuật thì Hoa Kỳ vẫn đạt được mọi thứ họ muốn. Mặt chiến thuật thì vẫn đạt được nhiều thứ họ muốn trong cái cuộc đối đầu này. Bây giờ là muốn Ukraine làm cái gì đối với Nga thì Ukraine làm. Muốn mấy cái anh mấy nước Baltic ấy hò hét và Ba Lan làm thế nào đối với Nga thì mấy cái nước kia nó làm. Nhưng mà đối với cái đấy là những cái nước nghèo nghèo thôi. Thế còn mấy cái nước giàu giàu ở châu Âu ấy, Anh, Pháp, Mỹ, à Anh, Pháp, Đức ấy, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này, bảo người ta đổ tiền đổ của, bảo người ta là làm mạnh tay hò hét ầm xì, là đánh thật mạnh vào người Nga là nhưng ngăn chặn tất cả ấy, thì người ta không làm, bởi vì rõ ràng là cái uy tín của người Mỹ đã giảm sút, bảo người ta không nghe nữa, hoặc là bảo nghe với một phần nào đấy đối với những cái đồng minh truyền thống thôi. Thậm chí bây giờ là gì, đến nỗi 2/3 dân số thế giới thể hiện một cái sự không đồng tình với người Mỹ qua cái cuộc bỏ phiếu chống lại cái việc đuổi người Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đấy, có phải không ạ? Đấy, rõ ràng mấy nước Ả Rập còn không thèm tiếp các chính khách của Mỹ để bàn về cái việc tăng sản lượng dầu đấy. Thế thì bây giờ Hoa Kỳ thì họ đạt được những cái thứ họ muốn đối với các đồng minh truyền thống của họ, thế thôi đấy. Do người Mỹ thì lại muốn hất hất cẳng người Nga đi, đuổi thẳng người Nga đi ra khỏi cái thị trường khí đốt, thì người ta buộc cả châu Âu phải nghe lời người ta, là áp đặt cả Liên Hợp Quốc là cũng phải nằm trong vòng vòng kiềm tỏa của người Mỹ. Thế nhưng mà việc này lại không, nếu mà người Mỹ đạt được tất cả thì lại là một cái kết luận rất là vội vàng. Thế theo biên ải thấy là cái lập luận như thế rất là vội vàng nhé, bảo là người Mỹ đầy đủ sức mạnh để cô lập Nga, để giúp đỡ cái Ukraine chiến thắng trong cuộc 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 chiến này, là đây là hết sức vô lý, phải không? Không biết là đối nội với đối ngoại Hoa Kỳ thì có những cái vấn đề lớn như thế nào đấy, về quân sự buộc họ có phải giữ cái lập trường kiềm chế hơn hay không, hay là ví dụ người ta lại bảo giả vờ không dám thử vũ khí siêu vượt âm là để là lo người Nga nổi giận. Thế như thế cũng không phải đấy. Người ta bây giờ người ta dùng cái hình thức chiến tranh ủy nhiệm để đẩy các dân tộc khác vào thương vong để người ta thu lợi, thì cái này là người Mỹ đạt được, phải không ạ? Thì trên thực tế thì qua những cái gì người ta đã được nhìn thấy thì vị thế của người Mỹ là đã suy yếu, và sự suy yếu này trở nên rõ ràng hơn sau vấn đề Afghanistan, sau vấn đề của Ả Rập Xê Út. Cách đây nửa năm thôi, nếu mà người Mỹ chỉ tay ra đằng đông thì đố ai bảo rằng Ả Rập Xê Út chạy đi đằng tây. Nhưng bây giờ người Ả Rập Xê Út và một số nước Trung Đông, các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn ở OPEC đã bắt tay với người Nga, rõ ràng là người ta bỏ qua người Mỹ. Rõ ràng cái vị thế của uy tín của người Mỹ là giảm sút vô cùng, phải không? Rõ ràng quá trình này đang diễn ra và thay đổi cái vai trò lãnh đạo thế giới. Tức là cái gì gì? Sau cái cuộc chiến của Ukraine này là thế giới đơn cực do người Mỹ lãnh đạo, không còn nữa là hình thành một trật tự thế giới mới đa cực. Ít nhất là một bên là Nga Trung, một bên là Mỹ. Và bây giờ thế giới nhân loại này người ta nhìn, người ta biết đi theo phe nào, người ta làm như thế nào, nói cái nền kinh tế thế giới bây giờ nó sẽ phân mảnh ra, phải không? Đấy. Thay đổi chắc chắn là bây giờ đang thay đổi. Ảnh hưởng của Mỹ thì bây giờ bảo nó bé có phải không? Còn rất lớn đấy.
Nhưng mà tuy nhiên ảnh hưởng chỉ chủ yếu đến các đồng minh thôi, biên ải nó nhắc lại là đến các đồng minh của họ thôi. Vì vậy thì Mỹ không có đủ khả năng làm tăng số lượng kẻ thù của người Nga. Chắc chắn một điều là như thế. Thời điểm hiện tại và kể cả sau này nữa, người Mỹ không còn đủ khả năng làm tăng số lượng kẻ thù của người Nga. Đấy. Do đó, để mà giúp Ukraine trở thành một cái bên chiến thắng trong cuộc chiến này thì đó là một cái điều, dùng cái từ gì này, hoang tưởng chăng? Có lẽ cũng nên dùng như thế, không thể được. Đấy. Thế bây giờ xem một cái gì nữa nhỉ? Trong cái cuộc điện đàm sau những cái cuộc rất là nhiều quan chức Mỹ đến thăm Ấn Độ, bây giờ biên ải chứng minh thêm điều đấy, để vận động Ấn Độ ngừng mua dầu khí và mua than của Nga để trừng phạt Nga, bao gồm cả vấn đề mua vũ khí, thì không được. Mà đến vừa rồi là ở một cái cuộc gặp cấp cao song phương trên bằng phương thức trực tuyến vừa rồi, ông Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thành công với ý định thuyết phục và vận động Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đứng hẳn về phe Mỹ và NATO, EU, làm đồng minh với người Mỹ để đối phó và đối địch với Nga liên quan đến cái tình hình Ukraine. Cuộc vận động này đã thất bại một cách thê thảm. Và người Ấn Độ về cơ bản là người ta nói rằng là gì ạ? Hề hề, chú Biden, chú thông cảm. Tớ với chú, đất nước tớ là đất nước tỷ dân, tớ lo cho dân tớ. Đấy. Tớ có thể đồng thuận với chú về các vấn đề về Trung Quốc, nhưng tớ không thể đồng thuận được với chú về các vấn đề của người Nga. Người Nga là người bạn tốt của tớ, bây giờ tớ cân bằng giữa hai bên, quyền lợi của dân tôi là trên hết. Mà bây giờ đất nước tỷ dân của tôi thì tôi dại gì mà lại từ chối một cái gì, cái nguồn lợi về dầu khí giá rẻ vô cùng như thế. Các anh trừng phạt nó bán cho tôi, nó bán rẻ, các anh thích chưa? Tôi mua nhiều của nó thì có nghĩa là tôi mua ít của đối tác của các anh. Thế nó đơn giản, thấy không? Than người ta cũng mua. Hợp tác về quân sự, về vũ khí khí tài, khách hàng Ấn Độ là lớn đấy, đó là lớn nhất đấy. Đấy. Ấn Độ cũng bảo là không tham gia phe này để trừng phạt phe kia. Tôi làm ăn với thằng Nga lợi tôi làm, tôi chẳng trừng phạt nó, tôi chẳng lên án nó. Đơn giản thế. Thế là liên quan đến cái vấn đề xuất khẩu năng lượng của Nga là điển hình nhất đấy, đúng không các bạn ạ? Mỹ là một số đồng minh là cứ cấm nhập khẩu dầu lửa và than đá của Nga, và chủ trương là tới đây cấm luôn cả dầu mỏ và khí đốt nữa. Nhưng mà thực ra là tất cả các nước châu Âu, các nước lớn ấy, mấy cái ông nước nghèo ấy còn có một cái nguồn, một nguồn từ Na Uy. Thế cho nên là các ông ấy to mồm, ví dụ mấy ông Baltic ấy. Thế còn mấy ông Pháp này, Đức này, đặc biệt là Đức này, Ý này, không thể không bú cái bầu sữa dầu khí của Nga. Đấy, cho nên là như thế. Đây là thì nếu mà là đã không thực hiện được âm mưu này thì không bao giờ triệt tiêu được cái nguồn thu nhập quan trọng của Nga trong lĩnh vực năng lượng. Thế Ấn Độ nó là cái tăng cường nhập khẩu dầu của Nga bởi vì nó đang rẻ, phải không ạ? Thế thì Mỹ mong muốn Ấn Độ trở thành đồng minh chính trị và quân sự để cùng đối địch với Nga. Mà thế thì trong khi mà Ấn Độ thì chủ trương chỉ là đối tác kinh tế thương mại và đầu tư của Mỹ. Xin lỗi chú Biden nhá, anh với chú chỉ là đối tác, anh không muốn làm đồng minh với chú. Đấy. Anh sẽ đồng thuận với chú rất là nhiều vấn đề trong cái cuộc là tranh chấp với Trung Quốc, ảnh hưởng với Trung Quốc ấy. Người ta nhìn bên ngoài người ta tưởng anh là đồng minh của chú. No, không phải. Như vậy là cái gì? Ông Biden phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trên phương diện này, về Ấn Độ chiếm vị trí, Ấn Độ là một nước lớn đã, chiếm một vị trí rất là quan trọng mà không có thể có nước nào thay thế được trong cái chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phải không? Với một nước lớn như thế, bây giờ đương nhiên nước Việt Nam bây giờ cũng rất quan trọng đây này. Thế nhưng mà cũng không được, phải không?
Thế là còn dù có không hài lòng đến đâu, dù có tức giận người Ấn Độ đến đâu, ông Mỹ ông ấy vẫn phải chấp nhận cái định hướng, cái quan điểm, cái chính sách của người Ấn Độ là cân bằng các mối quan hệ, đem lại quyền lợi trước hết là cho đất nước Ấn Độ, chẳng làm gì được người ta. Chứ giả sử như là gì ạ, giả sử như trong 5 năm, 10 năm trước đây, sự căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, rồi Ấn Độ và Pakistan, rồi Ấn Độ với các nước khác, trong cái chúng là suy yếu, người Mỹ bảo cái Ấn Độ nghe ngay, ngoại trừ cái vấn đề hợp tác với người Nga về sản xuất vũ khí thôi. Chứ còn vấn đề khác Ấn Độ nghe Mỹ ầm ầm, nhưng bây giờ no đấy, chứng minh rõ ràng với các bạn là quan điểm là gì, người Mỹ không đủ sức giúp Ukraine đi đến chiến thắng cuối cùng, bởi vì bản thân người Mỹ bây giờ đang là cái đất nước suy yếu. Như là nói họ là suy yếu thì suy yếu, nhưng so với Việt Nam của mình thì là không bao giờ đạt được cái sức mạnh của như của người Mỹ thì hơi thì hay đấy nhỉ. Đây, bây giờ dành 2 phút cuối cùng nói chuyện về sau khi Việt Nam bỏ phiếu chống lại cái việc là Liên Hợp Quốc đuổi người Nga ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, hay có ông giáo sư ca thay nào đó ở người Đức ấy, à, ở người Úc ấy, bảo là Việt Nam tự bắn vào chân mình. Từ bây giờ trở đi thì không có một cái nước lớn nào ở phương Tây mà dám quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam nữa. Có thể là Việt Nam đi nước là cũng không cái đấy. Đấy. Ông ấy vừa nói xong thì 2 hôm sau là Bộ trưởng Ngoại giao Canada sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản sang Việt Nam. Ông Nhật Bản thì còn có hơi hướng hợp tác quốc phòng, rồi một tí là xuất nhập khẩu vân vân, phải không? Nhưng ông Canada sang ấy, một là nói đến cái hợp tác kinh tế cũng có, xuất nhập khẩu có, hợp tác trong lĩnh vực quân sự quốc phòng cũng có, nhưng trong cái giai đoạn đầy nhạy cảm và thách thức này, mục đích cuối cùng của bà Ngoại trưởng Ngoại giao Canada sang Việt Nam đó là một sự hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lương thực, và bà ấy mong muốn rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng giúp Canada đảm bảo vấn đề an ninh lương thực. Vì sao cuộc khủng hoảng này trầm trọng quá? Rồi, Biên Hải xin trân trọng kính chào các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip sau.